Chào các bạn à. Hôm tôi đi Hạ Long có 3-4 ngày rảnh không biết làm gì thì tôi mới về. Tôi chia sẻ rằng sau này tôi đi đâu thì tôi sẽ báo và tôi sẽ đo hộ bàn thờ miễn phí. Tuy nhiên là có một cái giờ là nhiều bạn thì cũng nhân cơ hội đấy thì lúc tôi bảo là họ hỏi chi phí xem thì mình báo giá thì họ vậy bảo là chờ bao giờ tôi đi qua xem miễn phí thì họ mới làm. Nhưng mà đấy là cái cơ hội chắc sẽ không bao giờ có nữa vì bây giờ tôi ấy rất bận các bạn. Tôi rất bận. Vì tôi mới phát hiện ra những cái công nghệ mới nên là đi đâu cũng rất là bận rộn. Ví dụ như sáng nay là tôi bình thường là nếu mà từ trong Nam ra là tôi sẽ về thẳng nhà, nhưng mà bây giờ mỗi nơi thành phố tôi sẽ dừng lại 1-2 ngày và tất nhiên cũng chả có thời gian rảnh rỗi để đi xem hộ miễn phí nữa đâu, vì mỗi điểm mỗi thành phố tôi đến tôi sẽ tranh thủ đi scan 3D các đình chùa lăng mộ, vì đấy là cái cần lưu giữ, cần cho nhiều người được biết hơn. Vì tôi đã tiếp cận những cái công nghệ rất tuyệt vời, công nghệ scan 3D, công nghệ tăng cường thực tế ảo tăng cường đấy, nên là rất là bận rộn. Chờ cái cơ hội miễn phí chắc chắn nó sẽ không có nữa đâu. Tôi đang tập trung toàn lực, cứ có thời gian rảnh là tôi chạy đi khắp nơi để tôi scan lưu trữ lại các cái khoảnh khắc giá trị của đình đền của mộ đấy, nên là chờ để tôi rảnh đi xem miễn phí thì chắc là không có thời gian nữa rồi. Chiều nay là tôi cũng chạy đi một số đình đền ở Thanh Hóa, tôi scan nốt xong xong tiếp thì tôi lại chạy ra trên đường về tôi ra Ninh Bình là tôi cũng dừng 1-2 hôm để đi scan các nơi đấy, nên là thời gian rảnh là chắc chắn là không có, nên các bạn không cả này cứ ngồi mong chờ là bao giờ thầy rảnh thầy xem hộ em thì chắc là rất khó. Tôi quay cả thời gian cho các bạn xem, đi làm cả sáng đến trưa mới về đến nơi. 11:30 tôi mới về đến khách sạn này các bạn. Thấy rất nhiều người đang đứng, người đang nghỉ ngơi ở đằng sau. 11:30 về nghỉ ngơi một tí xong 1:30 lại đi ken tiếp.